Cái này là để làm gì? À, để vẽ như này là lắp cái nhỏ kia đúng không? Không, cái này luôn. À, cho như cái để ra kia. Tí cái kia chỉ đắp nổi lên thôi đúng không? Làm cái này xong rồi làm cái đó. À. Cái này là bước 1. Cái này là bước 1. Cái này là bước 2 chứ, bước 1 là cốt. Dạ, cốt là đây đó. À, cốt đây luôn. Cái này mà kiếm con dao mổ ấy thì nó sắc lắm. Dao như của bác sĩ thì mổ á. Dao đấy nó khứa thì sắc. Chích nhẹ cái là xong. Đây vô tắm á. Ừ. Muốn tắm không? Biết. Tắm cái liễu à. Rạch. Đây là công đoạn 1. Cắt tỉa đó. Đã xong. Tiếp tục sang bên này. Đấy. Tưởng có máy nó thả xuống rồi đấy chứ. Dạ. Có cái máy à, có cái khuôn đấy. Có đỡ nó cái này nó này. À. Mình vẽ nó mà nó to nhỏ mình cũng có được. À, chẳng là ví dụ có khuôn mà mình thử không có. Mình đổ tùy theo nhà một khác, mỗi nhà à. Nó là 1 mét, nhà mét 2, nhà mét rưỡi à. Sao nó được. Cái này thì có cái rập, nó rập trong. Đây là đang mổ xẻ. Đang mổ xẻ. Ở trong có cốt có sắt không? Có chứ, sắt sắt không để ở đây luôn đó, sắt kia luôn. Ừ, được, không có sắt thì kiểu nó bung ngay. Không có sắt nó bung luôn. Là kỹ thuật là phù điêu. Cúc ấy, chương trình dạy nghề đắp phù điêu. Đấy, công đoạn này là chuẩn bị để nó xe nó khô rồi mới đi tỉa tót. Không YouTube. À thế anh không để ý. Mấy cách đắp phù điêu để cho nó khô xe vào, xong bắt đầu sẽ tỉa. Em biết cái hoa này là hoa gì không? Hoa tay.
đầu đi tỉa tót. Đây là tác phẩm này đã được hoàn thành sau 2 tiếng mần mò tô vẽ, đã được bức phù điêu rất là đẹp, phải không? Rất